Chào bà con cô bác nha, hôm nay mùng 10 tháng 10 nha, mới lên có về ít máy nha. Còn máy tính bảng thì rất là nhiều để tràn ra ngoài luôn. Cây iPhone 10 X Max này. Cây này bán 600.000. 600.000 iPhone 10 X Max. Giá quá bèo rồi, máy của Trung Quốc. G530 400.000. Đó, G530 nha, 400.000. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB nha. Cây máy Bisen nè, Bisen máy Trung Quốc này. Cây này bán 400.000, Bisen 400.000. Thôi mặt kính nó chảy quá, mình bán sẩu luôn nha. Bán sẩu luôn 300.000 luôn, mặt kính nó chảy đâu. Để cà tới cà lui nó chảy từ lưa hết. Cây này bán 300.000 nha, Bisen 300.000. Sổ giá quá bèo luôn. Cây này máy mới về bị chày sau đứt nè. Mà đời máy thì cũng không biết đời máy gì luôn. Trung Quốc nó ra nhiều cái hiệu máy không biết là máy gì luôn nè. Z6 Pro nè. Cây này bán 300.000 luôn, 300.000. Cũng máy Trung Quốc luôn nha. Cái này là cũng máy Trung Quốc luôn nha. Còn đằng này là đằng S9 nè, S9 cộng. Cây này thì nó đẹp nguyên cây đó. Cho nên là bán giá 600.000. Mặt trước mặt sau đều đẹp keng hết á. Cây này 600.000 nha. S9 cộng Trung Quốc nha. Mobitep Rim X1 nha. Cây này bán 700.000 nha. 700.000 Rim X1 RAM 3, bộ nhớ 16GB. Oppo F3 RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Cây này bán 1 triệu do vỏ nó hơi xấu, vỏ sườn hơi xấu nha. Nó vỏ sườn xấu nha. Xấu như chó gặm. Cây này bán 1 triệu nha. Còn ai mua máy đẹp thì giá 1,2 triệu. Còn mình để vậy mình bán 1 triệu thôi. Cây G2 Brim. G2 Brim. Vỏ sườn hơi xấu nha. Cây này bán 450. 450. G2 Brim 450 nha. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây G2 Brim đẹp nguyên cây. Nó đẹp keng nguyên cây luôn. Cây này bán 550. 550 đẹp nguyên cây, 550. Cây G2 Brim màu đen. Cũng RAM 1GB dưới luôn, bộ nhớ 8GB. Cây này bán 450. Sườn hơi xấu. Đó, sườn là hơi xấu nhé. Nhấn cho nó vô. Cây này bán 450 nha. G700 nha. Cây này bán 800.000. G700 vỏ sườn rất là đẹp, vỏ sườn rất là đẹp. Có điều pin bây giờ là đang bị hư pin, ai chốt thì mình báo mình nha, thay cục pin khác vô. Cây Mobitep Lightroom S. Cây này bán
600.000 thì giờ bán 550 thôi nha, 550. Mọi hôm bán 600.000, bây giờ xuống 550 nha. Lightroom Pro F, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Chạy ok nha. Cây VMAX Beo 3 800.000. VMAX Beo 3 800.000, giá không đủ. Giá này là hết rồi. Cây này bán 800.000 nha, VMAX Beo 3. Samsung J320. J320 cây này bán 500.000. Samsung J320 500.000. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, xài YouTube, Zalo, Facebook ok. Cây G530 màu trắng này, đẹp. Cây này bán 400.000. Cây màu trắng nhìn cũng đẹp lắm. Cây này bán 400.000. G530 màu trắng nha, 400.000. G2 Prim màu hồng đẹp nguyên cây nha. Nói đẹp nguyên cây là biết là giá bao nhiêu rồi nha, 550. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Nó đẹp nguyên cây luôn. Mặt kính là đẹp bóng luôn. Bóng như con gà cạo nha. Cây Renmark nha, Renmark Bell. Cây này Renmark Asus Renmark, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. RAM 3 bộ nhớ 32GB, bị đốm ngay góc rồi nha. Nó nhìn kỹ nó bị đốm ngay góc nha. Cây này bán 600.000 nha, 600.000. Về dán cái nắp vô là đẹp ok. Cây Asus, Asus Z010D nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Cây này bán 550 thôi nha. Cây Asus Zenfone 5 này. Cây này phiên bản Android còn cao nha, 5.1. Nó 5.0 nha. Tải YouTube ok nha. Cây này bị là lít kính ngay đây này. Nó lít kính đó, lít kính dài xuống đây này. Chắc mai đập bể thêm nữa cho dễ nhìn cái vết bể quá. Cây này bán 300.000 nha, Asus Zenfone 5 300.000. Cây Oppo A92. Oppo A92 nha, cây này cũng bự tổ trạng nha. Nhìn cũng đẹp lắm nha, nó bự còn hơn cái máy này luôn. Cái màn hình nó cũng bự hơn cái máy này luôn nha. G2 Prime mà không ăn thua. Cây này nó phải 6 inch mấy đó. Cây này coi là đá lắm nha. Cây này bán 800.000. Máy là đẹp keo nguyên cây luôn, 800.000. Giá bèo như rác. Cây Mobitab, Mobitab Rumbo G2. Cây này bán 600.000. Bây giờ bán 550 thôi, 550. Mobitab Lightroom Pro G2, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, bán 550. G500, cây này màn hình ám xấu, màn hình ám xấu như chó. Đó, nó ém gần hết luôn rồi nha. Nó ở tới đây thôi. Bây giờ nó lên ém lên tới đây. Mà muốn nó ém đều hết. Nó thành cái màu này nha. Cây này bán 400.000 thôi.
G5 2000, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB. Samsung S5. Cây này Samsung S5 nha. Cây này là mới bóc kính cường lực ra này, chưa có lau keo. Cây này phiên bản Android nó còn cao lắm. Cây này Android nó tới 6 chấm. Đó, Android nó 6 chấm lận nha. Cây này nắp sau của nó là màu trắng nha, chưa có lau chùi, bị bể góc. Cây này bán 500 ngàn nha, 500 ngàn. Samsung S5 nha, 500 ngàn. Cây Ultra 20. Ấy, cây này không phải Ultra, cái này Lot nè. Lot 20 Ultra. Lot 20 Ultra có nghĩa là nó sẽ có cây viết. Dòng Lot là thường thường là nó sẽ có cây viết đằng sau này. Nó cây viết này vẫn sử dụng được nha, trên cảm ứng đó. Máy này là máy của Trung Quốc nha. Cây này của khách nè, còn dán này. Còn dán mặt sau này. Nó còn dán keo mặt sau này. Cây này bán 1 triệu nha, 1 triệu. Note 20 Ultra 1 triệu. 20 cũ bây giờ bán có 1 triệu. Cây này cũng đẹp nha. Cây này nè Zenlo đó, Zenlo 4. Zenlo 4 Pro đó. Cây này cũng 800 ngàn nha, máy của Trung Quốc nè. Zenlo 4 rồi, hai thằng này nó bằng nhau luôn, y chang nhau luôn, khác nhau ở camera nha. Cho nên là mình mua chốt thì phân biệt máy giùm nha. Cây iPhone 10 X Max này, cây này bán 600 ngàn của Trung Quốc. iPhone 13 Pro Max lít kính sau này, cây này bán 1 triệu nha. 1 triệu iPhone 13 Pro Max 1 triệu nha. Lít kính sau này. Cây iPhone 12 Pro Max màu xanh, cây này bán hạ giá xuống 800 ngàn nha. Bán 800 ngàn nha, bán cho nó hết đi. Cây này iPhone 12 Pro Max này, nó màu đá hoa cương nè, cũng bán hạ giá luôn, 800 ngàn bán luôn, bán sổ luôn, 800 ngàn bán lô vốn luôn. Cây Oppo F1S RAM 3, bộ nhớ 32 GB, màn hình thì hơi ám nha, màn hình zin thường thường nó hơi ám. Cây này bán 900 ngàn nha, 900 ngàn. Oppo F1S màn hình zin nhìn rất đẹp nha. Nokia 2 500 ngàn. Nokia 2 nha, bán 500 ngàn. Nokia này là 2.1 nha. Ấy nó có hai phiên bản khác nhau nha, 2.0 và 2.1. Cây này là 2.1 nè. Android của nó cũng cao hơn. Đó, Android của nó 10 chấm. Android 10 đó. Cây đó bán 500 ngàn nha. Còn G5 Prime. G5 Prime nha.
Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Đó, bộ nhớ 16GB, RAM 2GB. Cây này bán 800 ngàn nhé. G5 RIM nhé. 800 ngàn. Bà nội lấy cây này về lỗ vốn nè bà con, lấy về chưa gì đã bị lứt ngay cái góc ở dưới này này, nó chưa kịp bán mà nó đi về nó sắp nó bị lứt ngay đây này. Cây này lấy cao quá mà giờ nó lứt rồi, bán không biết bán làm sao. Cây này lấy 1,7 triệu đó, bây giờ bán không biết bán làm sao đây. Cây này RAM 6GB nha, VMAX Lite nha. Đó, VMAX Lite nha. Cây này RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Chạy cũng nhanh như đạn nha. Cây này thường thường rất là khó coi bộ nhớ lắm nha, cho nên là mình RAM rất là khó coi. Mình tải cái phần mềm này về mình coi này, RAM này 5 ngàn mấy này, là 6GB đó. Còn ở dưới này 64GB nha. Ok, này sổ luôn nha, 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. Dòng cao quá, lấy về lỗ vốn này. Bị lít nguyên đường này. Ai mua về thì đem ra ép kính. Cây Vico nha. Vico RAM 2GB luôn. Bộ nhớ 16GB. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Cây này là bị bể cái nắp ngay góc này. Cây này bán 400 ngàn thôi, 400 ngàn cũng to lắm nha. Cây Wico nha, 400 ngàn nha. Oppo A7 nha. Đó, Oppo A7 nha. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Oppo A7 cái này của chính hãng nha. Này thay cái nắp vô cái nắp đít này nè, thay vô mình bán. Cây này bán 1,3 triệu rồi nha. Cây này bán 1,3 triệu nha. Oppo A7. Cây Huawei N21, cây này bán 550 luôn. 550 RAM 2, bộ nhớ 16GB. 550 luôn. Sổ máy tính bảng quá trời luôn. Không còn chỗ ngồi luôn này. Chiếm chỗ luôn này. Cây máy tính bảng Galaxy ZE668 nha. Ai mua cây nào thì đọc cái tên của mình nha. Cây này bán 1 triệu nha. Cây này to 10 inch nha. Cây này bảng 10 inch á. Cây này bự lắm. Bự cho bé luôn á. Ô còn rớt cái đen. Cây này bán 1 triệu nha. Nó móc cái đen này ra nha. 1 triệu nha. Cây Tab E nha, Tab E 1,2 triệu. Android thì 6 chấm, tải Bluetooth này kia tốt nha. Cây này bán 1,2 triệu nha, Tab E 10 inch luôn. Đó, phiên bản nó 6.1 nha. Cây này tải Bluetooth này, Zalo, Facebook là tốt luôn. Cây này bán 1,2 triệu. Cây Tab 4 màn hình 8 inch.
mà bị bể cái góc sau dưới này nha. Android của nó thì 4.4 thôi, cho nên là mình vô trình duyệt mình coi, coi YouTube á, vô trình duyệt ai không biết thì vô trình duyệt hay là chôm gì cũng được. Chôm này thằng này, chôm hay trình duyệt thì tùy, hay Google gì cũng được nha. Đó, mấy cái Google này nè, cứ đánh chữ YouTube là lên coi YouTube. Cái này bán 300 ngàn thôi, 300 ngàn giá bèo hơn thằng Cùi Bắp, 300 ngàn. Cây Tab 3 10 inch nè, đó, màn hình đẹp. Vết dơ này thì lau được nha. Cái này đánh bát là nó hết, đánh bát đi là nó hết. Cái này 10 inch màn hình nhìn rất đẹp. Cái này bán 600 ngàn, 600 ngàn Samsung. Thằng này là Samsung chính hãng á, 600 ngàn 10 inch đó nha. Cái Galaxy Tab đó, mỗi cái một cái này nó có một thương hiệu nó khác. Đó, mà mỗi một cái thương hiệu nó khác. T1000 Max. Cây này cũng giá 1 triệu luôn, thì muốn chốt cây nào thì đọc tên của cái cây đó, mình chốt cho nó đúng cây. Mấy dòng này thì phiên bản Android thì cao rồi, 10 inch. Xài Zalo, Facebook, Bluetooth là tốt. Cây Tab 8 Tab 8 S nha. Cây này bán 500 ngàn. Cây này Android của nó cũng còn 5.0.1. À, cái này phiên bản nó 6 chấm luôn nha. Cây này bán 500 ngàn thôi, 500 ngàn Tab 8S. Cây mắc keo, mắc theo màu vàng. Mắc theo màu vàng nha. Cái này rán nè, chưa có lau chùi nè. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn nha. Mặt kính là đẹp keng nha, không có chảy. Cây Tab 4 màn hình 7 inch nè. Đó, Tab 4 màn hình 7 inch nha. Cây này Tab 4 màn hình 7 inch mà Android của nó cũng thấp lắm nha. Cây này Android của nó cũng có 4.4 thôi nha. Đó, cây này bán 400 ngàn, không có bể nha, mặt kính đẹp luôn, 400 ngàn. Nọ bán 700-800 ngàn, giờ xuống còn 400 ngàn. Cây Martell nha, Martell này, cây này 500 ngàn. Android của nó thì cũng cao, cũng coi được Bluetooth này kia đó, cũng tải được YouTube đó, cho nên là còn có giá 500 ngàn. Cái giờ này là lau đi nó hết, đó, lau đi nó hết, mai mình dặn ngồi lau chùi. Cây Lenovo này, màn hình 8 inch, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Màn hình nhìn rất là đẹp, màn hình đẹp keng luôn. Nó có giá đỡ đằng sau nha. Rồi camera thì xoay, xoay tới xoay lui để mình tải Zalo Facebook về mình nói chuyện đó. Đó, tải Zalo Facebook về nói chuyện đó. Cây này bán 1 triệu 1.4 triệu nha. Cây này bán 1.4 triệu nha. Android thì khỏi chê rồi, dòng này thì Android thì cao rồi.
Đó, Android là 6 chấm nè. Android là ok. Còn thằng Tab 4 này thì thằng Tab 4 này thì 700 ngàn nha. Tab 4 này 700 ngàn nha. Có tiếng Việt đàng hoàng nha. Android là 5.1 luôn. Đó, tải Bluetooth này kia là ok hết á. Cây này bán 700 ngàn nha. Tab 4 7, 8 inch nha, màn hình 8 inch á, 700 ngàn. Còn muốn rẻ thì thằng lấy thằng Asus. Asus này thì bán 5... Để lâu quá chắc tụt giá luôn. Bây giờ mình bán tụt giá luôn nha, 400 ngàn nha. Ai chốt lẹ thì chốt nha. Cái này mình bán để lâu quá rồi nó xấu quá. Cái đáp sao xấu quá đâm ra nó làm cho mình xấu YouTube đi. Cái này bán 400 ngàn đó nha. Cái này bán 400 ngàn nha. Mình đã xấu trai rồi, nhìn cái thằng này còn xấu hơn nữa. Bà nội cha nó bán cho nó ra đi luôn. Cây kinh công nha, kinh công đó nó xấu như chó luôn, xấu tàn sát luôn. Kinh công thằng này coi phim thì mình vô trang web mình coi nha, đó, vô trang web mình coi nha. Cây này bán số 4 luôn, 350, 350 kinh công, 350. Bên mình bán là cho máy tính bảng là coi như là rẻ bèo luôn nha, cho nên là ai mua mấy máy bên mình đừng trả giá. Nhiều người cũng có cái tính trả giá đó, cho nên người ta cứ trả giá này kia đó. Bên mình thì xuống giá bèo nhất cho bà con khỏi trả đâu, chứ không có đâu bán bài máy tính bảng mà có mấy trăm ngàn, 300, 400 ngàn, 500 ngàn. Cây hưu quay này là RAM 2GB nha. Máy này là còn zin nguyên cây, còn chắc lịch nè. Khung sườn nó còn chắc lịch nè. Cây này xuống giá luôn, bán 900 ngàn luôn. Bán 900 ngàn. Cây này RAM 2GB chạy cũng lẹ lắm. Android thì cũng cao rồi. Android thì khỏi chê, là tải Bluetooth này kia là ok hết. Học online thì càng ok hơn. Đó, RAM 2GB nha, bộ nhớ 16GB nha. Android là 7 chấm này, xài ok hết. Cái này bán 900 ngàn, Huawei. Cây Martell nha, Martell này cũng 10 inch nha. Nó 10 inch nhưng mà nó thon gọn hơn mấy thằng 10 inch này nha. Màn hình thì như nhau hết, cũng 10 inch luôn. Đó, cây Galaxy Tab nha. Galaxy Tab, cây này cũng đẹp keng luôn nha. Mặt kính là đẹp luôn. Cây này cũng bán giá 1 triệu luôn nha. Bên mình hay đổ đồng giá ba cái hàng Tab này đó. Trừ trường hợp nó xấu xí lắm thì mình bán giá bèo cho ra đi, còn chờ đến lúc nó xấu thì chắc mình bán lâu rồi. Cây này bán cũng giá 1 triệu luôn nha. Cây này màu đen. Cây này quên lộn, cây này là mặt kính nó chảy nha. Đó, nó xấu nó chảy này nè, nó chảy này mình bán 800 ngàn nha. Nó bán xuống giá luôn, bán 800 ngàn nha. Bán giá hết lời luôn, 800 ngàn tại để nó chạy á. Cho nên là bán cây này quẻ vốn đó. Ship nó là lô vốn, cọc qua nó là lô vốn đó. Cây này bán 800 ngàn thôi. Màn hình nhìn cũng còn đẹp keng. Đó, màn hình còn đẹp keng hết á. Còn thằng ông nội này nó cũng chạy tựa lưa hết. Quay ra sáng cho bà con coi nó chạy nó thập tệ đến cỡ nào nữa. Nó chạy đó, chạy cỡ đó đó.
còn cái mức độ nào chày hơn nó không biết. Nó cây này thì to lắm. Cây này thì bự chà bá luôn, nó 10 inch. 10 inch luôn á. Tên nó màu tên cây nó là cây màu đen. Chứ không biết mẹ tên nó tên gì. Bị mất cái mắt kính camera này. Đó. Cây này bán mắt kính che thôi, còn camera thì còn xài ok hết. Cây này bán 600.000. Bán 600.000 luôn. 600.000. Còn hai ông thật táp 2 này mình bán 600.000 không xài sim. Hai ông cố lội táp 2 này là mình bán 600.000 một cây không xài sim. Ai chốt màu gì thì chốt nha, ai bắt 2 nha. Đó, ai bắt 2 không xài sim. Đó, ai mua một cặp ấy, thì mình tặng cho dây sạc luôn. 600.000 một cây không xài sim, iPad 2 màu trắng màu đen như nhau, giá như nhau. Đó, hồi trời hết rồi nha bà con, không còn máy nào để đăng nữa nha, cho nên là mình tạm dừng tại đây. Ai chốt thì cọc cho mình cái kẹp Viettel Mobi 50.000, shipper tới lời trừ ra, còn ai chuyển khoản nguyên cây mình bao ship. Rồi ai chốt 2 cây một lần mình bao ship luôn. Rồi cho ai chốt thì khoảng 3 đến 4 ngày chưa có máy thì điện lại cho mình. Mình hỗ trợ ship cái khác. Trừ trường hợp shipper điện tới kêu người mua không có đặt hàng. Thì lúc đấy là mình vào chế độ bơm hàng nha. Là trên app nó sẽ tự xóa người đó đi, không có cho gửi người đó nữa. Rồi chào bà con cô bác nha.